Tiêu Trộm 13 tiền án tiền sự bị bắt khi đang hành nghề. Buôn chuyện gia đình, nam thanh niên chạy xe máy bốc đầu tìm niềm vui. Vụ việc được đưa ra lời cảnh báo về trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc nuôi dạy và giáo dục uống nắng lớp trẻ hiện nay. Đánh thức vô địch cho Đồng Sen Tháp 10. Cận cảnh cặp dưa lưới được bán với giá kỷ lục gần 600 triệu đồng. Kính chào quý vị khán giả. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi là Nam Cường và Kim Quý. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của chương trình với phần tin nóng. Liên quan đến việc chồng dùng dao đâm vợ nguy kịch, đốt nhà hàng xóm rồi lái xe lao xuống sông, Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Thông tin ban đầu, anh LDS, sinh năm 1978, xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị NTL, sinh năm 1991. Trong quá trình cãi vã, đối tượng S dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống sàn nhà. Sau khi gây án, S tiếp tục mang can xăng chạy sang nhà hàng xóm phóng hỏa. Song người dân phát hiện kịp thời nên dập tắt lửa. Chưa dừng lại ở đó, Sửu điều khiển xe máy chạy ra sông Đào, cách nhà hơn 1 km rồi lao cả xe máy và người xuống sông. Được biết chị L đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình thế nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được xác định S ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình. Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên quan đã triệt xóa 8 điểm bán lẻ chất cấm trên địa bàn, bắt giữ 17 đối tượng. Các đối tượng đã có tiền án liên quan đến chất cấm, hoạt động rất tinh vi, liên tục thay đổi phương thức hoạt động nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Trước đó, Công an huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 17 vụ, 17 đối tượng trú trên địa bàn huyện Diễn Châu về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất cấm. Qua đó đã triệt xóa thành công 8 điểm bán lẻ về chất cấm trên địa bàn. Tang vật thu giữ 4.690 viên chất cấm tổng hợp và 107,25 gram heroin. Hiện, Công an đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Ngày 10 tháng 6, Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố đối tượng Lê Văn Anh, sinh năm 1962 về tội trộm cắp tài sản. Được biết, Lê Văn Anh là đối tượng đã có tới 13 tiền án tiền sự về tội danh tại địa bàn nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mặc dù đã có rất nhiều tiền án tiền sự về các tội danh, nhưng Lê Văn Anh không chịu tu chí làm ăn. Sau mỗi lần ra tù, đối tượng này thường xuyên lên mạng tìm hiểu các sự kiện văn hóa thể thao, lễ hội tập trung đông người trên cả nước, rồi đến địa điểm tổ chức lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Hiện Công an thị xã Thái Hòa đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thanh thiếu niên thời nay có thể nói là có không ít cách tiêu khiển để tìm niềm vui cho bản thân. Bên cạnh những thú tiêu khiển tích cực có lợi cho sức khỏe và tinh thần như là tập các môn thể thao, tập võ, thì có những trò giải trí mang tính chất tiêu cực rất có hại, mà một trong số đó là hút thuốc lá điện tử mà chương trình 24 giờ chuyển động đã đề cập trong các số trước. Và một trò tiêu khiển khác của không ít thanh niên hiện nay đó là chạy xe máy bốc đầu. Như lời trần tình của một thanh niên vừa bị công an triệu tập vì có hành vi hết sức nguy hiểm đó, chạy xe máy bốc đầu để tìm niềm vui. Thế nhưng đằng sau lời trần tình nghe tưởng chừng rất đơn giản lại là một câu chuyện đáng để chúng ta lưu tâm, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con em ở độ tuổi vừa trưởng thành này. Vâng ạ, hãy cùng chúng tôi đến với vấn đề đáng quan tâm này trong phóng sự sau đây. Mới đây, hình ảnh một nam thanh niên bốc đầu xe máy chạy được một đoạn dài trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã được người đi đường ghi lại nhanh chóng, gây xôn xao trên mạng xã hội. Từ nguồn tin của người dân mạng xã hội, chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ của đơn vị truy tìm danh tính nam thanh niên này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát giao thông số 6 xác định nam thanh niên trên là Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 2003, hiện đang làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đơn vị sau đó đã triệu tập Thắng lên làm việc. Còn đây là những hình ảnh được đăng tải trên kênh TikTok của Nguyễn Chiến Thắng. Có đến hàng trăm video ghi lại cảnh Thắng và bạn bè chạy xe bằng một bánh như thế này. Khai nhận tại cơ quan chức năng, Thắng cho biết từ nhỏ đã không có sự chăm sóc quan tâm của bố mẹ, cộng thêm bản tính ham chơi đua đòi theo bạn bè. Thắng bắt đầu tham gia các hội nhóm chuyên chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên đường. Nhiều khi em bảo là cái nhìn bạn bè đi chơi,
người ta đi chơi đi đâu hay là đến giờ ăn giờ uống thì có bố mẹ gọi điện hay gì về ăn cơm. Nhưng nhiều lúc em đi chơi, em đi làm ở quê, trước em ở quê em đi làm hay gì, chả một ai gọi điện hay gì đến ấy, chả ai quan tâm. Người ta chỉ nói là mày đi đâu làm gì làm, mày đừng liên quan đến tao được. Nhiều lúc em buồn em chán nữa là em vác xe đường em nghịch vậy cho gọi là không cho mình có tí niềm vui, mệt trong người, ở vui trong người cho đến bớt chán đi thôi. Với những thành tích bất hảo của mình, Nguyễn Chiến Thắng khá có tiếng trong nhóm thanh niên chuyên chạy xe ngổn ngáo bốc đầu, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Những nhóm thanh niên này có phương thức liên lạc riêng, sẵn sàng gặp nhau bất cứ lúc nào khi nhận được lời thách thức. Sau đó, các đối tượng sẽ quay video clip rồi đăng trên mạng xã hội. Ngày trước chưa biết bốc, thấy người ta bốc đầu đăng clip mấy anh em ở ngoài Hà Nội, mấy các anh ở ngoài Hà Nội đăng lên, vậy là thấy thích cứ học theo. Đăng ở TikTok với cả là trang cá nhân của em, Facebook của em. Em đăng lên như vậy thì được nhiều người theo dõi và like, chia sẻ. Người ta gọi là bảo là mày nghịch hay thế hay đỉnh thế. Lúc đấy em cũng bảo là đỉnh hay như nào thì chúng mày thích thì gặp tao. Nguyễn Chiến Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và nhận thức được những hành vi đó gây nguy hiểm cho chính bản thân và người dân đang lưu thông trên đường. Theo Trung tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6, vì các đối tượng thanh thiếu niên chạy xe ngổn ngáo gây mất an ninh trật tự, sau đó quay clip đăng trên mạng xã hội sẽ gây ra nhiều hệ lụy, có tác động không tốt đến người xem, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Đội cảnh sát giao thông số 6 cũng khuyến cáo với các phụ huynh là cần phải quản lý con về chặt chẽ, vì đây là những đối tượng rất là trẻ, nên cái việc mà suy nghĩ nó chưa được chín chắn, chạy theo cái trào lưu của mạng xã hội thì quản lý chặt chẽ về các con về sử dụng mạng xã hội, cũng như là không giao các phương tiện khi các con chưa đủ tuổi để điều khiển các phương tiện. Nguyễn Chiến Thắng thì đã được đội cảnh sát giao thông số 6 bàn giao cho công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiếp tục đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm. Cũng chạy xe máy bốc đầu, thế nhưng nam thanh niên sinh năm 2006 trong sự việc sau đây đã không được may mắn như thanh niên vừa rồi. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, vào tối ngày 31 tháng 5 vừa qua, trên tuyến quốc lộ 10 đoạn qua xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cho một người chết và một người bị thương. Đáng nói, nguyên nhân của vụ tai nạn xuất phát từ việc nam thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu rồi lao vào ô tô đi ngược chiều. Vâng ạ, một cái chết đau lòng nhưng cũng rất đáng trách. Vụ tai nạn là hồi chuông cảnh tỉnh với các thanh thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu trên đường phố. Hành động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, bởi chỉ cần lệch tay lái hoặc là ngã khi đang bốc đầu xe máy sẽ có thể xảy ra tai nạn. Thế nhưng để xảy ra vụ việc nói trên, chắc chắn gia đình của nạn nhân cũng không tránh khỏi trách nhiệm vì không dạy dỗ đúng đắn, cũng như học đường thiếu trách nhiệm, giáo dục và uốn nắn thanh thiếu niên. Hành vi chạy xe bốc đầu hiện nay đều xuất phát từ sự đua đòi và hoang đàng, thích làm những trò lố lăng, ngông cuồng để được bạn bè ngợi khen là anh hùng, là đẳng cấp, v.v. Và như vậy, vô hình chung dẫn đến rất nhiều tai nạn thảm thương và cái chết oan uổng liên tục như vậy. Đó là chưa nói đến là sẽ làm liên lụy đến biết bao nhiêu người đi đường khác bị chết oan, thương tật suốt đời, cũng chỉ do sự nông nổi gây nên tất cả. Do đó thiết nghĩ cần có những biện pháp kỷ luật, giao thông phạt thật là nặng và gắt gao để răn đe các đối tượng coi thường pháp luật như nói trên. Vâng, và đến đây thì nội dung này xin được phép khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, trong những ngày hè nóng bức, mất điện là nỗi lo sợ đặc biệt đối với những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Để ứng phó với tình huống này, nhiều gia đình tại Hà Nội đã tìm mua quạt sạc tích điện, khiến cho thị trường này sôi động đột biến, thậm chí đã xuất hiện tình trạng khan hàng. Đi qua vài siêu thị lớn nhưng đều hết hàng, chị Thanh Hải đã may mắn mua được chiếc quạt sạc điện tại một siêu thị điện máy ở Long Biên. Đúng thời điểm chị ghé qua siêu thị vừa nhập hàng, dù giá còn rẻ nhưng chị vẫn phải mua do nhà có người già. Mấy hôm nay mất điện liên tục cho nên là bọn tôi phải đi mua về, có người già. Thế còn thanh niên thì nó cứ đi lung tung, nó đi trú chỗ nào có điện thì nó đi siêu thị. Thế còn đây là bà cụ ở nhà, đi
bây giờ chẳng biết làm thế nào hết. Bây giờ chỉ biết là thôi cứ tạm như thế thôi. Đi mua mấy chỗ kể cả Bixi cũng hết. Còn mỗi loại nào. Những chiếc quạt sạc này đều đã được bán. Xong, do mất điện kéo dài nên các khách hàng chấp nhận chờ đợi để cắm sạc nhờ siêu thị. Còn tại khu vực máy phát điện, những sản phẩm trưng bày có công suất phù hợp cho gia đình cũng đã được bán hết, chỉ còn lại những máy phát công suất lớn. Số lượng khách hàng tìm mua các mặt hàng tích điện tăng đột biến khi có thông tin cắt điện luân phiên. Cầu nắng nóng với lại là một phần là do cắt điện luân phiên thì nhu cầu tiện quà tích điện cũng như là các thiết bị khác để có thể phát điện, ví như phải máy phát điện, quà tích điện thì hầu như là tăng gấp đến 20-30%. Theo khảo sát, hiện trên thị trường quạt tích điện có mẫu mã không phong phú, lại khan hàng. Giá của dòng quạt tích điện phổ biến từ 1 đến 2 triệu đồng một chiếc, quạt có 3 chế độ gió. Chế độ gió thấp nhất có thể sử dụng trong 8 tiếng, còn nếu bật mức gió mạnh nhất cũng được khoảng 4 đến 5 tiếng. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến Đồng Tháp để khám phá Đồng Sen Tháp 10. Với diện tích rộng lớn, nên khi đến với Đồng Sen Tháp 10, du khách sẽ có được những khoảng không gian riêng tư mà không phải chen lấn hay tranh giành để ngắm sen. Không có xe cộ, đông đúc, khói bụi, không có sự chen lấn, ồn ào thường thấy tại các điểm du lịch. Đồng Sen Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, luôn yên bình, gần gũi đến lạ kỳ. Cách đây hơn chục năm, du lịch Đồng Sen Tháp 10 được hình thành từ ý tưởng của một công ty truyền thông trong một lần đến tham quan khu di tích lịch sử văn hóa đặc biệt Gò Tháp. Sau 2 năm trực tiếp khai thác, công ty bắt đầu chuyển giao lại mô hình cho chính nông dân ở đây thực hiện. Từ đầm nông rồi bất ngờ được hướng chuyển sang làm du lịch, gia đình anh Bùi Văn Giúp chưa từng thực sự nghĩ đến điều này. Mới đầu nó thiệt sự em không có dám làm. Khi mấy anh nghĩ là mấy em cũng tự định là không dám làm. Nhưng mà sở xuống văn hóa xuống thì nói nói giờ chỗ này Đồng Sen Tháp 10 thôi gắng cố gắng làm đi. Gặp cũng nhiều khó khăn chứ. Tại vì làm ruộng ra rồi mình làm du lịch mình cũng ăn nói đồ này kia với lại cách phục vụ này cũng kia cũng đủ nhiều khó khăn lắm. Thì cũng gia đình cũng từ từ làm, mới đầu thì làm cũng nhỏ rồi từ từ sau này cũng phát triển lên. Rồi giờ mới được làm như ngày hôm nay. Thời gian đầu, cha anh Giúp một tay quán xuyến việc làm du lịch cho gia đình. Anh Giúp ra ngoài phụ giúp gia đình cũng chịu khó tham gia các buổi tập huấn về cách làm du lịch. Đi đó đi đây để tham khảo các tiểu cảnh rồi về thiết kế cho khu du lịch nhà. Giờ đây cha đã mất, anh Giúp được xem là người chịu trách nhiệm chính vận hành mọi việc. Người thanh niên trẻ xác định món ăn độc đáo sẽ là yếu tố cạnh tranh quyết định và trên thực tế đây cũng là điểm du khách đánh giá cao khi đến với điểm du lịch Sen Hồng. Với diện tích rộng lớn nên khi đến Đồng Sen Tháp 10, du khách sẽ có được những khoảng không gian riêng tư mà không phải chen lấn hay tranh giành để ngắm sen. Những cánh đồng sen xanh mát xen lẫn những đóa sen hồng lay nhẹ theo cơn gió, đủ làm say lòng du khách. Với sự phát triển ngày càng chuyên nghiệp của du lịch Tháp 10, anh Giúp cũng đang sẵn sàng hòa nhập xu thế mới. Phục vụ khách thì mình phải vui vẻ, mình cứ tự nhiên thoải mái vậy thôi, mình không có cần mà nghiêm chỉnh quá. Tại vì ở đây người ta vô đây là cần cái không gian thoải mái, yên tĩnh riêng của người ta. Nói chung là người ta thích sự vui vẻ, hòa đồng. Mà dân miền Tây thì mình hòa đồng rồi. Không chỉ nổi tiếng với những khu rừng tràm xanh mát, những đồng lúa thẳng cánh cò bay, Đồng Tháp còn sở hữu những cánh đồng sen bạc ngàn hấp dẫn nhất xứ biệt vườn sông nước miền Tây. Ở đó, đang có những nông dân đang tập trung làm du lịch chuyên nghiệp với tinh thần hiếu khách, hào sảng của người Nam Bộ. Thời gian gần đây, du khách quốc tế khi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng, ngoài việc lựa chọn các tour khám phá truyền thống, khách du lịch còn có xu hướng lựa chọn các tour trải nghiệm. Thông qua những hoạt động du lịch trải nghiệm này, du khách sẽ hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân bản địa, cũng như có những trải nghiệm nhớ mãi không quên. Vâng ạ, nắm bắt được mong muốn của khách du lịch, công ty cổ phần Hai Lúa Ninh Hòa và câu lạc bộ Doanh Nhân Trẻ Ninh Hòa ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã thiết kế một tour du lịch trải nghiệm dành riêng cho du khách, mang đậm bản sắc văn hóa. Du khách sẽ được trèo cây, hái quả, làm món ăn đặc sản, rồi tự tay quăng lưới bắt cá, gánh muối và giao lưu ca hát với người dân địa phương. Một trong những hoạt động mới mẻ khiến nhiều du khách quốc tế thích thú khi đến tour du lịch trải nghiệm này đó là trèo cây hái dừa, rồi hưởng thụ luôn thành quả tại vườn. Vườn dừa Vạn Thiện, Ninh Đa nổi tiếng với những hàng dừa thẳng tắp, sai triệu quả, nước ngọt thanh. Uống nước dừa không phải là một điều mới mẻ đối với du khách, tuy nhiên trải nghiệm tự hái và uống ngay tại vườn chắc chắn sẽ là một điều đặc biệt ấn tượng khiến du khách nhớ mãi không quên. Ngoài ra, du khách sẽ được tham gia vào công việc hàng ngày của người dân, tưới thu hoạch rau tại Quang Đông, Ninh Đông hay bắt cọc gió.
quăng lưới đánh cá. Khi trời tối, bên bờ biển thơ mộng, du khách sẽ được ăn tối với hải sản nướng và nhâm nhi rượu vang. Điểm đặc biệt ở tour du lịch trải nghiệm này chính là việc giao lưu giữa du khách và người dân bản địa. Thông qua hoạt động giao lưu âm nhạc, ca hát bên bờ biển, du khách sẽ thấy được sự thân thiện hiếu khách của bà con nơi đây. Đến với vùng biển, không thể không nhắc đến nghề làm muối. Trăm nghề không bằng một thấy, du khách sẽ được cào muối, gánh muối tại cánh đồng muối Hòn Khói nổi tiếng. Rồi sau những giờ làm việc vất vả, khách du lịch lại được tự tay đổ bánh xèo, thưởng thức món ăn đặc sản của vùng đất Ninh Chiêm. Mỗi một hoạt động trong chuỗi du lịch trải nghiệm này đều ở một địa điểm khác nhau. Qua đó, du khách vừa được trải nghiệm, vừa có thể ngắm cảnh, hiểu rõ hơn về nghề muối, văn hóa của từng vùng biển. Tin quốc tế gây chú ý, chiếc đồng hồ từng thuộc sở hữu của vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh của Trung Quốc đã được bán với giá kỷ lục 49 triệu đô la Hồng Kông, tức là 6,2 triệu đô la Mỹ, tại một cuộc đấu giá ở Hồng Kông, thưa quý vị. Theo nhà đấu giá, một nhà sưu tập châu Á cư trú tại Hồng Kông đã mua chiếc đồng hồ Patek Philippe quý hiếm từng thuộc về vua Phổ Ghi sau 6 phút đấu giá sôi nổi. Giá không bao gồm phí bảo hiểm của người mua là 40 triệu đô la Hồng Kông. Theo hãng bán đấu giá, đây là kết quả đấu giá cao nhất đối với bất kỳ chiếc đồng hồ đeo tay nào từng thuộc về một vị hoàng đế. Sinh năm 1906, Phổ Ghi là hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh của Trung Quốc, người bắt đầu trị vì khi mới 2 tuổi. Còn tại Nhật Bản, trong phiên đấu giá dưa lưới đầu tiên của năm 2023 diễn ra mới đây tại tỉnh Hokkaido, một cặp dưa đã được trả với mức giá là 3,5 triệu yên, tức hơn 585 triệu đồng Việt Nam. Cặp dưa lưới này được trồng tại thành phố Yubari, tỉnh Hokkaido. Giá bán của cặp dưa này chỉ thấp hơn mức giá kỷ lục 5 triệu yên hồi năm 2019. Người đấu giá thành công năm nay là công ty Hoku Yubak, công ty chuyên đóng gói trái cây và rau quả có trụ sở tại Yubari. Tại Nhật Bản, trái cây chất lượng cao thường có giá rất cao tại các cuộc đấu giá đầu mùa. Với những người mua chủ yếu muốn quảng bá hình ảnh của mình, theo công ty Hoku Yubak, dưa cắt ra từ cặp dưa đấu giá sẽ được phát miễn phí tại một chợ nông sản trên địa phương. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất mua bán giấy tờ giả. Chuyên mục chuyên kỳ mới, không để kỳ hè thành học kỳ 3. Chuyên mục Cà phê không đường tiếp tục chương trình với câu chuyện đáng chú ý xảy ra ở Đồng Nai. Thưa quý vị, sau cơn mưa, người ta không còn thấy mặt nước trong xanh vốn có của một trong những dòng sông lớn nhất cả nước. Thay vào đó là rác nổi lên bền, vắt ngang dòng sông Đồng Nai. Sự việc đáng buồn này được phản ánh trong phóng sự ghi nhận sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau những cơn mưa lớn gần đây, các loại rác thải sinh hoạt từ khắp nơi theo các dòng kênh, con suối đổ ra tràn đầy mặt sông Đồng Nai, đoạn qua các phường Long Bình, An Bình và Bình Đa của thành phố Biên Hòa. Các loại rác như hộp xốp, túi ni lông, chai nhựa tập hợp thành những mảng lớn vắt ngang lòng sông. Mưa lớn là nước ở đầu nguồn là do rạch ở ngoài ở bên cầu Suối Linh và đồng thời chợ Tam Hòa nó sẽ trôi về hướng này, cho nên là người dân thấy rất là nhiều nhưng mà không biết làm sao xử lý được. Nếu mà nhờ tới là cơ quan chính quyền có biện pháp nào mà chặn được cái nguồn rác thải về môi trường xuống như này rất nhiều nhưng mà không biết làm sao. Vì vậy cho nên là nơi mà dân mà mỗi lần mưa to gió lớn thì thấy là rác trôi về tấp lập luôn, rất là nhiều. Bình thường thì em ra hay đi chơi câu cá, bình thường thì em thấy sông này sạch sẽ lắm nhưng mà mỗi lần trời mưa về thì em thấy rác trôi về sông này rất là nhiều, nào là túi ni lông, thùng xốp nhếch nhác đây sông luôn, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến nguồn nước của sông Đồng Nai. Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Khôi Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa cho biết, thành phố Biên Hòa đang trong quá trình rà soát, đánh giá thực trạng, từ đó có hướng khắc phục rác thải đổ về mỗi khi mưa xuống đoạn qua thành phố Biên Hòa. Được biết, hệ thống sông Đồng Nai chảy qua 12 tỉnh thành phía Nam, cung cấp nước sinh hoạt cho 17 triệu dân, chưa kể cung cấp nước cho tưới tiêu. Do đó, việc ô nhiễm nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sức khỏe của người dân, cũng như sản xuất nói chung.
Bên cạnh đó, nó còn tác động mạnh mẽ đến hệ thống sinh thái trên toàn lưu vực. Bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền thành phố, rất cần sự nỗ lực của cộng đồng dân cư nơi có sông Đồng Nai chảy qua. Chỉ khi người dân ý thức được việc giữ gìn nguồn nước sông, vứt rác đúng nơi quy định, nạn ô nhiễm rác thải trên sông Đồng Nai mới có thể hạn chế đến mức thấp nhất. Phần tin nóng trở lại ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện Ninh Kiều với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Trước đó, vào rạng sáng ngày 18 tháng 5, thông tin về vụ đột nhập tại một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Lương Bằng được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và xác lập chuyên án truy xét. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã theo dõi và xác định đối tượng Hồ Đức Nhị, 42 tuổi, chính là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dị, ban chuyên án thu giữ được nhiều tang vật có liên quan, gồm một bình kho để phá khung cửa sắt, 60 điện thoại di động các loại, 22 dây chuyền vàng, lắc vàng, nhẫn vàng các loại. Tại cơ quan công an, Dị thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Liên quan đến đường dây sản xuất mua bán giấy tờ giả quy mô lớn, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn lệnh bắt để tạm giam đối với Trần Tiến Thành, sinh năm 1988, Trần Tiến Đạt, sinh năm 1995, em Thành, Lương Trường Vĩ, sinh năm 2001, cùng 9 người khác về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM cũng đã tạm giam Lê Thị Duyên, sinh năm 1996, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại, chứng minh nhân dân, bằng cấp các loại, chứng chỉ đào tạo hành nghề, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy ra viện, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, 20 con dấu cùng nhiều tang vật khác. Công an TP.HCM triệu tập Lê Thị Duyên lên làm việc. Thị Duyên thừa nhận đã nhận 1 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân, chứ không giúp được anh em Thành. Xác định Duyên có dấu hiệu lừa đảo, sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP.HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Lê Thị Duyên. Thưa quý vị, mùa hè luôn là khoảng thời gian con trẻ háo hức mong chờ nhất trong năm, khi các em không còn nặng gánh với bài vở và thi cử, đồng thời được tham gia những hoạt động ngoại khóa, vui chơi rộn ràng. Và mùa hè sẽ trở nên tuyệt vời hơn nếu những mong muốn của trẻ được cha mẹ lắng nghe và đồng hành. Vậy thì làm sao để có một kỳ nghỉ bổ ích thực sự, chứ không phải là một học kỳ 3 với những áp lực học thêm hay là ôn luyện kiến thức? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự trong chuyên mục Chuyện nghe mới hôm nay. Các con học sinh yêu quý, là một năm học của chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta có thích mùa hè không nào? Vậy các con sẽ mong muốn điều gì? Con thì muốn đi cắm trại cùng với gia đình ạ. Nghỉ hè con muốn về quê ạ. Đi du lịch cùng với gia đình ạ. Con muốn về quê để trải nghiệm cuộc sống của những bác nông dân ạ. Con muốn đi du lịch Phú Quốc ạ. Con muốn chơi với những người thân yêu của mình và về quê đi biển nữa. Năm học với nhiều áp lực căng thẳng khép lại, cũng là lúc mỗi em nhỏ sẽ mở ra những dự định mới cho kỳ nghỉ hè bổ ích và lý thú. 3 tháng hè chính là thời điểm để học sinh có thời gian nạp lại năng lượng sau một năm học tập căng thẳng và cũng chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho năm học mới. Vì thế, không học thêm kiến thức mà được nghỉ trọn vẹn 3 tháng là cần thiết. Chủ yếu là mình cho các cháu chơi thể thao thôi, tranh thủ dịp hè chơi thể thao, nâng cao sức khỏe. Cả năm học vất vả thì là thôi cho con nghỉ hè ở nhà chơi thôi, chứ không học thêm gì cả. Các bậc phụ huynh hãy dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc các con, đồng hành cùng với các con trong tất cả các hoạt động. Và cô cũng mong muốn là các con học sinh khi vui chơi thì cũng chú ý vui chơi thật là an toàn để mùa hè của chúng ta thật là bổ ích và ý nghĩa. Tìm sân chơi an toàn và bổ ích cho trẻ em trong dịp hè luôn là vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm. Đáp ứng nhu cầu này, các khóa trại hè được nhiều trường tổ chức với hoạt động đa dạng, phong phú. Qua đó, vừa giúp cho học sinh được vui chơi, lại vừa được rèn luyện các kỹ năng và phát triển toàn diện. Ngôi trường trong những ngày hè, nhưng không phải chỉ yên lặng tiếng ve. Cảm thấy rất là vui khi được chơi rất nhiều môn thể thao mà mình thích và nó có thể giúp con giải tỏa căng thẳng. Toàn bộ khuôn viên trường này được phát huy tối đa, mỗi góc một hoạt động trải nghiệm khác nhau nhưng đều mang đến niềm vui, sự hứng khởi cho học sinh tham gia. Câu lạc bộ mỹ thuật giúp con có thể vẽ những bức tranh, con rất là vui khi được học những cái môn học này.
Còn trong các lớp học thì không khí cũng hào hứng, sôi nổi không kém. Bởi thay vì kiến thức thì các em lại được học chính những môn mà mình yêu thích. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Con thích nhất là tiếng Nhật ạ. Tại vì khi là con sẽ được đi du học bên Nhật ạ. Kỹ năng ngôn ngữ rất là quan trọng cho các học sinh. Đấy thì ngoài ra thì trong thời đại 4.0 thì về cái sự phát triển về khoa học và công nghệ đang rất là tốt. Vì vậy thì nhà trường đã sẽ cho các con tiếp cận với việc sử dụng công nghệ từ sớm. Nhà trường còn tập trung vào phát triển về những cái kỹ năng sống, kỹ năng về quản lý cảm xúc này, quản lý về thời gian, hay là kỹ năng về làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp. Học mà chơi, chơi mà học. Những hoạt động hướng tới cá nhân hóa trong dịp hè không chỉ giúp cho trẻ em tiếp thu kiến thức, kỹ năng một cách tự nhiên, mà quan trọng hơn là cảm xúc tích cực các em cũng được hình thành. Khi nhảy thì con thấy rất là vui. Nhảy thì giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và giúp chúng ta giải tỏa những nỗi căng thẳng. Khi tổ chức các cái hoạt động thì nhìn ngắm những cái nụ cười hạnh phúc của các con, những nụ cười rạng rỡ của các con thì các thầy cô và nhà trường cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, cảm thấy là cái hoạt động chạy hè rất là có ý nghĩa với các con và đó sẽ là một hành trang để giúp các con vững bước vào năm học mới. Trong khi cha mẹ tất bật với guồng quay công việc thường ngày thì trẻ cũng vất vả với guồng quay học tập, thi cử. Vì thế, 3 tháng hè sẽ trở thành khoảng thời gian tuyệt vời khi cha mẹ có thể đồng hành và ở bên con cái. Chỉ đơn giản cùng nhau vui chơi, trải nghiệm những hoạt động đơn giản nhưng lại bổ ích, tạo sự gắn kết giữa hai bên. Bây giờ mình bắt đầu rửa đậu nha. Bạn báo đến cho mẹ hành, vị cà chua. Nấm lấy cho mẹ cái thớt màu hồng. Mẹ sẽ giới thiệu cho hai bạn là một món đậu rán sốt cà chua. Đậu sẽ thành 4 miếng, đúng rồi, cắt đôi. Xong cái lõi ra đúng không? Bên này. Gọi là sốt cà chua, đun cà chua. Con thấy rất là vui vì có thể nấu những món mình thích. Và cũng hiểu hơn về cách làm món ăn. Con cào đứa con để đi trước. Con thấy rất là tuyệt vời. Con mong muốn là bố mẹ chơi với con nhiều hơn và được ở bên bố mẹ thì con thấy rất là vui. Rất là tâm lý của các bạn nhỏ thì đều là như thế đấy. Rất là mong muốn được chơi, được chia sẻ cùng với bố mẹ những cái câu chuyện hoặc là những cái trò chơi của mình ấy. Và đấy cũng là những cái khoảng thời gian thì để gia đình cùng kết nối vui vẻ hơn, gia tăng tình cảm. Mình đào ra đồng lúa nhé. Bố mẹ con đều bận nên là được đào xe với bố mẹ những mùa hè rất là vui. Con cảm thấy rất là thú vị nữa. Con sẽ khỏe hơn, con đầu óc con là thư thái hơn. Trong cái cuộc sống hiện đại thì cái mối gọi là cái khoảng cách giữa cha mẹ và con cái nó rất là xa. Bố mẹ thì bận công việc, con thì cũng có những hoạt động học hành riêng. Thì ngoài cái hoạt động đạp xe là một hoạt động mà mình cho rằng là rất là tốt để có thể gắn kết thành viên gia đình. Thì ngoài ra thì bọn mình cũng kết hợp với việc đạp xe là đi dã ngoại, ví dụ như đạp đi một cái đoạn đường xa đến một cái địa điểm ở đấy thì sẽ cả nhà sẽ cùng dã ngoại đấy. Mình nghĩ là cái giai đoạn các bạn còn nhỏ như này là rất là quý, đáng quý và nó sẽ không thể lặp lại được nữa. Nên là cái thời gian dành cho con là thực sự là rất cần thiết. Thưa quý vị, một mùa hè thực sự dành cho trẻ không phải là học kỳ thứ 3, mà đó là một mùa hè để các em được trải nghiệm với đầy đủ sự yêu thương. Từ đó, các em được nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực, để rồi dù trên bước đường trưởng thành, các em có gặp bất cứ khó khăn hay là áp lực nào thì cũng sẽ có thể vượt qua. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Một lần nữa, Kim Quý và Nam Cường xin được chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.